Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 5 nằm trong về đề tài của chương trình đối thoại, đó là bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong 4 số đối thoại trước thì chúng tôi cũng đã cùng các khách mời phân tích mổ xẻ rất nhiều vấn đề xoay quanh dự án này về sự cần thiết, sự cấp thiết phải có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cũng như một số phương án liên quan tới kỹ thuật, liên quan tới vốn đầu tư, và đặc biệt là chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả. Vì vậy trong chương trình đối thoại tuần này là chương trình đối thoại kết thúc về đề tài, thì chúng tôi sẽ cùng các khách mời phân tích kỹ về việc triển khai dự án này như thế nào dựa trên 3 góc độ, đó là phương án kỹ thuật, vốn đầu tư cũng như phương án hoàn vốn, thì hy vọng sẽ có một chương trình đối thoại nhiều thông tin hữu ích cho quý vị khán giả. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Tiến sĩ kiến trúc sư Vũ Việt Huy, giảng viên khoa kiến trúc và quy hoạch Đại học Xây dựng. Ông Đào Ngọc Vinh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Teddy. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn 3 khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ. Và chúng tôi rất là hy vọng là chúng ta sẽ có một chương trình đối thoại sôi nổi và nhiều thông tin, đặc biệt là từ những người trong cuộc như là từ Teddy hay là từ các chuyên gia hay từ Quốc hội, thì có lẽ là một chương trình đối thoại với một góc nhìn rất là khách quan. Thì trước khi mà chúng ta bàn tiếp về vấn đề này, về việc triển khai dự án này dựa trên 3 yếu tố như tôi vừa trao đổi ở phần đầu, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây do phóng viên kênh truyền hình VTV thực hiện. Cảm ơn ông đã tham dự trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV ạ. Thưa ông, thì đến nay Bộ Giao thông Vận tải đã có những chuẩn bị như thế nào về dự án để trình vào Quốc hội vào năm 2019 ạ? Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quốc hội cũng như Chính phủ, thì từ cuối năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai bước là thuê tư vấn để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Cùng song song với đó thì cũng phía Việt Nam cũng nhận được cái hỗ trợ từ phía JICA của Nhật Bản, có cái tổ chức tư vấn nghiên cứu của tư vấn nước ngoài để hỗ trợ cho tư vấn trong nước hoàn thiện cái nghiên cứu báo cáo này. Và toàn bộ cái nghiên cứu báo cáo này thì cũng đang được Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị gấp rút triển khai theo cái tinh thần chỉ đạo của Quốc hội. Sẽ cố gắng để hoàn thiện và trình ra Quốc hội vào năm 2019. Thưa ông, so với lần trình năm 2010 thì lần trình dự án lần này thì có điểm gì khác biệt? Chúng ta cũng đang hướng tới một số cái phương án, một số các cái giải pháp, trong đó có những cái giải pháp lựa chọn tốc độ. Thì trên thế giới cũng đang đưa ra những cái đã tư vấn và cũng tham khảo trên các nước khác trên thế giới, thì chúng ta thấy là đường sắt, hệ thống đường sắt mà khai thác ở cái tốc độ 300 km là một cái hệ thống hoàn chỉnh và hiệu quả. Tuy nhiên chúng ta cũng phải xem xét đến cái việc là khai thác lựa chọn tốc độ nào cho nó phù hợp với Việt Nam trong cái tình hình hiện nay, và cũng sẽ phân kỳ giai đoạn sẽ được khai thác trong cái từng cái giai đoạn. Có thể giai đoạn đầu chúng ta sẽ khai thác ở cái tốc độ thấp hơn, và sau đó thì từng bước dần dần thì chúng ta sau khi hoàn chỉnh toàn tuyến, toàn hệ thống, và đặc biệt là đầu tư đầy đủ được cái hệ thống các cái thiết bị để thì chúng ta sẽ khai thác ở cái tốc độ như trên thế giới hiện nay là 350 km/h. Đối với những cái địa phương mà có dự án đi qua thì Bộ đã có những cái phương án như thế nào? Hiện nay thì trong cái phương án trước đây cũng đã nghiên cứu và cũng đã từng bước được đưa vào cái quy hoạch chung cho cái hệ thống, đã được đưa vào cái quy hoạch, và ở các địa phương thì cũng đã căn cứ vào các cái quy hoạch đó để phát triển và xây dựng cái quy hoạch cho từng địa phương. Thì trong cái giai đoạn nghiên cứu chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương để cập nhật những cái quy hoạch mới nhất để lựa chọn phương án tuyến cho nó phù hợp. Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, thưa các khách mời, vừa rồi thì chúng tôi đã cung cấp một số thông tin cho các khách mời cũng như quý vị khán giả liên quan đến việc là khi mà chúng ta triển khai thì chúng ta cần chú ý những vấn đề gì liên quan đến kỹ thuật. Thì ngày hôm nay có sự tham gia của Teddy thì tôi muốn hỏi đầu tiên đối với Teddy, đó là nếu mà Quốc hội thông qua dự án này ạ, thì chúng ta cần lưu ý gì trong quá trình triển khai, đầu tiên là liên quan đến các phương án về kỹ thuật ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Vinh ạ. Chúng ta cũng biết là hiện nay thì cái dự án thì đang là trong cái bước tiền khả thi, và cái tiền khả thi sẽ được trình Quốc hội. Thì
chúng ta hiểu rằng nếu Quốc hội thông qua thì đấy cũng là cái thông qua về mặt chủ trương cho phép đầu tư. Thế và tiếp theo đó thì chính phủ cũng như là Bộ Giao thông Vận tải thì sẽ còn những cái khối lượng triển khai công việc cực kỳ lớn nữa để đáp ứng, để theo sát được tất cả các cái quá trình của đầu tư xây dựng cơ bản. Thì chúng ta sẽ phải có cái báo cáo nghiên cứu khả thi. Thế rồi sau đó thì các cái giai đoạn là thiết kế chi tiết, thế rồi thì lựa chọn nhà thầu, thế rồi thì tiến hành xây dựng thiết bị, lắp đặt thiết bị và đưa vào khai thác sử dụng. Thì đấy là cả một cái quá trình của đầu tư xây dựng cơ bản phía trước mà chúng ta sẽ cần phải giải quyết. Thế thì trong cái cả một cái quá trình đấy thì nó rất là nhiều vấn đề sẽ cần phải giải quyết. Thế thì tôi xin lưu ý một số cái vấn đề. Thứ nhất thì bây giờ là chúng ta phải ổn định toàn bộ cái quy hoạch của cái tổng hướng tuyến này, từ điểm đầu tới điểm cuối đi qua tất cả các địa phương, và các địa phương cần phải có những cái giữ đất để cho sẽ triển khai thống nhất trên toàn bộ 20 tỉnh thành. Thứ hai nữa là về khi mà triển khai các cái nghiên cứu tiếp thì cái vấn đề lưu ý về cái các cái số liệu về nhu cầu vận tải là chúng ta cần phải rà soát lại một cách kỹ lưỡng, và vì những cái số liệu đó nó liên quan rất là lớn đến cái phân kỳ đầu tư. Thế rồi thì những cái số liệu cụ thể thì nó sẽ liên quan đến, ví dụ chúng ta lựa chọn cấu hình đoàn tàu, số lượng đoàn tàu sẽ mua sắm trong từng giai đoạn. Thế rồi thì chiều dài đoàn tàu, rồi thì các vấn đề về khai thác, tổ chức vận tải. Đấy, thì những cái vấn đề đấy là những vấn đề rất là lớn. Thứ tiếp nữa thì chúng ta sẽ cần phải có được những cái về mặt kỹ thuật, thì chúng ta phải xây dựng được một cái khung tiêu chuẩn, một cái tiêu chuẩn để thiết kế cái hệ thống cái đường sắt tốc độ cao này. Đấy, thì tránh trường hợp là chúng ta không có thì cứ phải đi tham khảo ở tất cả các nơi thì nó không có một cái hệ thống chung, để chúng ta phải xây dựng được một cái hệ thống tiêu chuẩn. Thế rồi thì chúng ta phải đánh giá được tất cả các cái điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội mà tác động đến cái tuyến đường sắt này, và ngược lại tuyến đường sắt tác động đến các cái điều kiện tự nhiên. Ví dụ như là chúng ta khai thác cái tuyến đường sắt với tốc độ lớn như vậy thì các yếu tố tự nhiên là tác động cũng sẽ rất lớn lên cái tuyến đường sắt. Ví dụ như là các yếu tố về mặt địa tầng, địa chất, thế rồi các yếu tố về mặt khí hậu, thủy văn, mưa gió, động đất vân vân thì tác động rất lớn đến cái tuyến đường sắt. Cho nên là cái việc khảo sát và cái việc đánh giá những tác động đấy là hết sức quan trọng đối với cái dự án đường sắt tốc độ cao. Đấy, thế rồi thì chúng ta trong cái quá trình mà lựa chọn công nghệ ấy, thì cái công nghệ mà để cho cái đường sắt tốc độ cao này thì hiện nay chúng ta có các cái công nghệ trên thế giới, ví dụ theo xu hướng công nghệ của Nhật Bản, công nghệ của các nước châu Âu, công nghệ Trung Quốc vân vân, thì nó có một số cái công nghệ đó. Thì mặc dù những cái công nghệ thì nó cũng không có khác nhau nhiều, thì tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có những cái định hướng để lựa chọn những cái công nghệ để làm sao nó mang cái tính chất mở. Đấy, và cái công nghệ nó phải có cái xu hướng, phải tiếp cận được những cái xu hướng, và chúng ta tránh những cái lựa chọn những cái công nghệ mà nó có những cái tính chất mang đặc thù thì sau này nó sẽ có cái tính chất độc quyền hoặc nó sẽ tăng các cái chi phí. Đấy, thế và những cái các cái công nghệ mà các cái nhà cung cấp phải sẵn sàng để chuyển giao công nghệ hoặc là chia sẻ hoặc là xây dựng các cái để cho các cái nước mà tiếp nhận công nghệ đó thì có những cái điều kiện để sau này họ tự có thể vận hành được. Thế thì thế còn trong tiếp theo là về cái vấn đề về lựa chọn nhà thầu để xây dựng. Thế thì ở đây thì chúng ta cũng biết là cái đường sắt tốc độ cao là cái hoàn toàn mới đối với lại trong nước. Thế cho nên là đương nhiên chúng ta sẽ phải lựa chọn được các cái nhà thầu mà có kinh nghiệm trên thế giới để thực hiện. Thế tuy nhiên ấy, thì trong cái vấn đề về đường sắt tốc độ cao này nó cũng đã có nhiều các cái hạng mục. Thì ví dụ cái phần mà xây lắp, cái phần về ví dụ như đường này, cầu này, hầm này, thì các kỹ sư hoặc là các nhà thầu ở Việt Nam cũng hoàn toàn có thể tham gia được. Thế cho nên ấy là chính phủ cũng có những cái để tạo điều kiện cho các cái nhà thầu trong nước có thể được cùng tiếp cận để tham gia dự án, thì sau đó chúng ta sẽ là một cái để thúc đẩy cho cái việc là trong nước sẽ tiếp cận được những công nghệ đấy nó sớm hơn.
Đấy, thì cái quá trình đầu tư xây dựng là như vậy. Thực ra một số những cái vấn đề chi tiết như anh Vinh vừa nói thì tôi cũng hoàn toàn đồng tình. Nhưng mà dưới con mắt của nhà quy hoạch thì tôi có cái nhìn nó hơi khác một chút. Bởi vì là chúng ta phải nhìn lại từ tổng thể. Thế quay trở lại cái vấn đề chúng ta tóm tắt lại một chút về cái vấn đề đường đường sắt tốc độ cao. Thì nếu mà nói đến đường sắt tốc độ cao trên thế giới thì người ta sẽ nói ngay đến ba cái nền văn hóa của cái vấn đề của cái tuyến đường sắt này. Đầu tiên phải nói đến đấy là Cộng hòa Pháp. Bởi vì mặc dù Pháp không phải là nước đầu tiên có cái tuyến đường sắt tốc độ cao, nhưng mà họ phát triển rất là tốt, đấy là cái hệ thống TGV là Thanh Grand Vitesse. Thì và họ đạt được những cái mà ngoài mong đợi. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải lạc quan nói là bây giờ chúng ta làm cũng chưa muộn đâu. Tôi lạc quan như thế. Bởi vì sao? Bởi vì Cộng hòa Pháp đến năm 1981 thì họ mới chạy cái tuyến đầu tiên, và họ đưa vào nghiên cứu là từ năm 1964 sau Nhật Bản. Và bây giờ trên thế giới thì nói đến ba nước về cái vấn đề này gồm có Cộng hòa Pháp, Nhật và Trung Quốc. Trung Quốc thì vừa rồi là họ phát triển một cách kinh khủng về vấn đề đường sắt tốc độ cao, và đặc biệt là cái tuyến cao tốc từ Bắc Kinh xuống Hồng Kông và vượt qua cả biên giới đấy, thì 100% nội địa Trung Quốc, chỉ có sử dụng những cái chuyên gia rồi những cái kinh nghiệm quốc tế. Thì rõ ràng những cái đấy cũng là cái động lực để chúng ta tự tin hơn nữa trong cái vấn đề nội địa hóa một số câu chuyện. Tuy nhiên thì nhìn lại cái vấn đề thì tôi vẫn còn một số những cái băn khoăn, đặc biệt là vấn đề băn khoăn về quy hoạch đường sắt. Bởi vì là năm 2015 thì Thủ tướng có phê duyệt cái quy hoạch chung cho cái hệ thống đường sắt tầm nhìn đến quy hoạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Thì trong cái quy hoạch chung này đã nói đến cái đường cao tốc đường sắt Bắc Nam. Nhưng mà rõ ràng cái đấy nó mới chỉ là cái vấn đề quy hoạch định hướng và quy hoạch chung. Còn quy hoạch chi tiết cho tuyến như thế nào thì thực sự là chưa có một cái nghiên cứu một cách tổng thể. Bởi vì rõ ràng cái vấn đề quy hoạch thì không chỉ mỗi ngành giao thông đảm bảo được, mà nó phải có cái sự tiếp cận của rất nhiều ngành, đặc biệt là kể cả các chuyên gia về quy hoạch, các chuyên gia về kinh tế, các chuyên gia về giao thông. Chúng ta phải cùng ngồi lại và phải ra được những cái hướng tuyến cho nó phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ ấy, các trên cái đoạn tuyến từ ngay từ Hà Nội Vinh thôi thì nó đi qua rất nhiều tỉnh thành, thì những cái tỉnh thành đấy họ cũng đã có những cái quy hoạch và họ đã có những cái thay đổi quy hoạch đô thị. Và nên nhớ rằng các tuyến đường sắt tốc độ cao thì cuối cùng nó vẫn phải kết nối vào các đô thị, và vấn đề kết nối vào các đô thị thì nó sẽ xảy ra rất nhiều cái vấn đề về giải phóng mặt bằng, vấn đề kết nối các nhà ga ra làm sao. Thì chính những cái phương án đó nó sẽ làm thay đổi rất nhiều cái suất vốn đầu tư. Bởi vì là như các bạn biết là ngay cả bên Pháp thì cái suất vốn đầu tư nó thay đổi kinh khủng. Ví dụ như là nếu mà giá thấp nhất của nó chỉ khoảng 5 triệu trên một km dài, nhưng mà cao nhất nó tới 20 triệu euro cho một km dài. Thì nó tùy từng vùng và tùy từng cái điều kiện. Đấy là chưa kể đến là những cái khó khăn trong vấn đề giải phóng mặt bằng. Như chúng ta biết được rằng chỉ có các tuyến cao tốc chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề giải phóng mặt bằng, thì cái đường sắt cao tốc thì nó còn khó khăn hơn rất nhiều. Ông Cường là chắc không phải chuyên gia về kỹ thuật rồi, thiên về vấn đề vốn thì sẽ đúng hơn. Tôi và thấy ông là có thể đặt qua cái ý kiến của anh Vinh Huy thì tôi thấy một cái điều là thế này. Có lẽ có bốn vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý ngay từ bây giờ. Mà chúng ta phải đặt ra một cái gọi là gần như một cái kịch bản để chúng ta tiến hành ấy. Vấn đề đầu tiên thì tôi rất đồng tình với hai anh ấy, là chúng ta phải có một cái phương án thiết kế tương đối là tổng thể hoàn chỉnh. Chúng ta phải có một cái thiết kế hoàn chỉnh. Chẳng hạn như anh Huy nói rằng là cái quy hoạch chúng ta có hay chưa. Quy hoạch đây không phải, tôi nghĩ nó không phải chỉ có một cái tuyến là Bắc Nam, mà đường sắt tôi nghĩ nó phải là một cái hệ thống. Đúng. Nó phải có cái hệ thống nhánh nữa. Chính xác. Thế để sau này chúng ta phát triển chứ không chỉ mỗi trục Bắc Nam không đâu. Ví dụ miền Bắc này rất nhiều cái hệ thống nhánh có thể phát triển được. Miền Nam rất nhiều cái hệ thống nhánh phát triển được. Đấy, thế thì phải có một cái quy hoạch đó để chúng ta có một thiết kế. Thứ hai nữa là trong cái thiết kế đấy chúng ta cũng phải nghĩ đến cái chuyện là ngay việc lựa chọn cái tư vấn thiết kế trong công nghệ như thế nào, cái hướng phát triển làm sao, đầu tư làm sao, thiết kế nào. Tôi nghĩ cái việc đấy là cái việc bây giờ phải tính đến ngay. Đấy. Muốn trình được Quốc hội thông qua, nếu như không qua về chủ trương ấy, thì tôi nghĩ rằng cũng không phải là vấn đề khó.
nhưng mà thông qua được đến khi cái dự án đầu tư đúng rồi. Thì đòi hỏi tất cả những cái này phải hoàn chỉnh đúng đấy. Thế thì tôi nghĩ cái lách cấp bách đầu tiên là vấn đề liên quan đến cái chuyện là phải làm sao phải thiết kế tổng thể đúng. Thế cái thiết kế này bây giờ thì ai chẳng hạn như Tết đi có thể là một đơn vị làm cái này không? Tôi thấy một cái điều là cái điểm này hết sức quan trọng là chúng ta phải chọn được một nhà tư vấn tốt. Nếu chúng ta không chọn được nhà tư vấn tốt, sau này kịch bản chúng ta sẽ bị đổ bể. Chúng ta nhìn thấy điển hình đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, đấy một cái đoạn mấy chục km thôi, rất đơn giản, rất rõ ràng, nhìn nó nổi sơ sơ nhưng mà đấy rồi. Thế nhưng mà khi thiết kế xong rồi, tư vấn không tốt, làm vốn đội lên hai lần, đúng không ạ? Thời gian kéo dài như vậy là cứ hết trễ nào trễ khác. Và đến bây giờ người ta cũng đang băn khoăn cái câu mà bộ trưởng nói rằng đông tiếng ồn nó nhỏ hơn là tiếng ồn hất quốc gia, đúng không ạ? Đấy như vậy cách đây hai thế kỷ rồi, một cái đường sắt nó làm từ thế kỷ 19, bây giờ cái thế kỷ 21, đúng không ạ? Đấy, thế thì rõ ràng là người ta cũng cảm thấy có cái gì đấy, rõ ràng cái tư vấn thiết kế ở đây. Cho nên tôi cho rằng cái việc đầu tiên phải tính đến cái chuyện là phải tìm được một cái nhà tư vấn thiết kế quyết tổng thể, tư quyết tổng thể cho đến thiết kế phương án đầu tư cho cái đường sắt thành thế nào. Đấy, tôi nghĩ cái đấy là cái phải đặt ra đầu tiên và phải làm tốt chỗ này. Đấy, chứ chúng ta không làm tốt được khâu này thì chúng ta sẽ gặp muôn vàn khó khăn, muôn vàn cái vấn đề phức tạp nảy sinh. Vấn đề thứ hai là sau khi thiết kế rồi, cái tiền chúng ta hiện nay đang nói là 56 tỷ đúng không? Thế thì chắc là phải 56 tỷ đúng. Bởi vì vấn đề đấy thiết kế cách đây 10 năm rồi, đúng không? Đấy và chưa biết là ai thiết kế, công nghệ lúc giờ nó khác, công nghệ bây giờ nó khác. Đấy và công nghệ bây giờ chúng ta phải dự báo. Vậy thì nó ra một con số tổng số tiền. Tất nhiên tôi nghĩ rằng cái tổng số tiền đấy cũng không phải vấn đề quá lớn để chúng ta trở ngại rằng bây giờ chẳng hạn thiết kế nó không phải là 60 tỷ mà lên là chẳng hạn 80 tỷ, 100 tỷ thì sao? Vẫn có lời giải. Vấn đề là chúng ta tính toán đúng, có phương án đúng thì chúng ta sẽ có lời giải cho cái vốn đó. Cái gì là nhà nước đầu tư? Cái gì chúng ta xã hội hóa? Và tôi sẽ nói rằng bây giờ trong cái sự phát triển đầu tư hiện nay ấy, thậm chí chúng ta có thể kêu gọi cả những cái nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư cả một cái nhánh, một cái tuyến. Tất nhiên là trục Bắc Nam là không nói làm gì. Chúng làm cái hạ tầng thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải đầu tư rồi. Nhưng mà sau này chẳng hạn như là toàn bộ cái hệ thống kinh doanh, cái đôi tàu ở trên đấy, cứ đâu có phải là nhà nước đầu tư, đúng không ạ? Các nhà đầu tư người ta vào, giống như là chúng ta xây cái cảng Nội Bài, cổng cảng Trần Nhất, đúng không? Thì sau đấy là các cái hãng hàng không nó vào, nó bay rất nhiều đấy. Thì sau này chúng ta phải quan niệm rằng là kinh doanh trên cái tuyến đường đấy, nó là những cái hãng nó vào, nó kinh doanh các cái đôi tàu khác nhau. Ý kiến của một đại biểu Quốc hội đấy ạ. Sau này sẽ phải nhận rất nhiều ý kiến như vậy của cả các chuyên gia đấy. Thực ra là cũng hoàn toàn đồng tình với cả ý kiến của thầy. Nhưng mà rõ ràng là tôi thì có cái nhìn nó hơi khác một chút. Có thể là vì tôi làm quy hoạch nên tôi nhìn nó tổng thể hơn. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái đường sắt tốc độ cao Bắc Nam ấy, thì chúng ta bị hẳn ngay trong đầu cái việc là sẽ phải chạy qua tất cả các đô thị, cũng như là dựa vào cái tuyến đường sắt mà người Pháp họ đã xây dựng từ trước đến nay. Nhưng mà thực ra phải phân tích ngược trở lại lịch sử là khi người Pháp làm cái tuyến đường sắt đấy thì thực ra là họ vẫn chưa khai thác triệt để cái vấn đề địa hình cũng như là cái vấn đề về tổng thể của địa lý Việt Nam. Bởi vì nếu như tôi ví dụ tại sao chúng ta không nghĩ và không đề xuất ra đúng với cái điều kiện của chúng ta, đấy là chúng ta có cái bờ biển rất là dài, chúng ta có những cái tuyến để có thể kết hợp. Tất nhiên đây thì chỉ là một cái ý tưởng thôi, còn sau đấy sẽ phải nghiên cứu rất là nhiều. Ví dụ như là ta sẽ kết hợp cả đường sắt đi trên bộ và cả đường cao tốc đi trên biển chẳng hạn. Ví dụ như là tôi làm một tuyến từ Hà Nội chạy thẳng hết ra đến thẳng tuyến luôn ra đến gần đến Vinh ấy, là nó chạy thẳng trên đường bộ. Nhưng sau đấy là tôi đi từ Vinh vào Đà Nẵng là trên mặt biển chẳng hạn. Đây là tất nhiên tôi cứ thử đưa ra một cái ý tưởng nó hơi khác biệt đi một chút, nhưng rõ ràng những cái đấy sẽ làm chúng ta phải suy nghĩ vậy thì nghiên cứu hướng tuyến nó sẽ có rất nhiều cách để nghiên cứu, cũng như ý kiến của thầy Cường vừa nói đấy. Thì rõ ràng là cái này thì chia sẻ thêm với thầy là cái quy hoạch tổng thể đường sắt thì cũng đã được chính phủ phê duyệt từ năm 2015 rồi, nhưng mà rõ ràng là thực hiện sau khi cái quy hoạch đấy thì chúng ta chưa triển khai, cũng như chưa có cái sự khớp nối giữa đường sắt và các vấn đề quy hoạch khác. Được. Thì những cái đấy là những cái cũng rất cần phải làm, thì nó sẽ bổ trợ cho rất nhiều cái vấn đề triển khai dự án của chúng ta. Đúng là chúng ta đã có được cái quy hoạch đường sắt, phát triển của đường sắt Việt Nam, và chúng ta cũng đã có cái chiến lược phát triển và được phê duyệt. Đấy, thì tất cả những cái nghiên cứu về cái quy hoạch cũng như là chiến lược là chúng ta có đầy đủ và đã định hướng được ra tất cả những cái vấn đề. Đấy, thì ví dụ như là cái đường sắt hiện nay là cái khổ 1 mét đó, thì theo định hướng thì chúng ta sẽ
nâng cấp để đưa vào đường sắt cấp 1 để tiếp tục khai thác chạy hàng và chạy khách cự ly ngắn, và nó sẽ có những cái tác dụng hỗ trợ cho cái tuyến đường sắt tốc độ cao. Cái tuyến đường sắt tốc độ cao ấy thì cái chủ trương lớn thì là khai thác khách đó. Thế thì tất nhiên là có xem xét hàng hay không thì chúng tôi vẫn đang trong cái quá trình nghiên cứu để giải quyết tiếp những cái câu hỏi đó. Thế thì về mặt quy hoạch và về mặt chiến lược là chúng ta có rồi. Tất cả những cái kết nối từ cái hệ thống đường sắt đó xuống các cảng biển, xuống tới tất cả các cái khu logistics các thứ đều đã được xem xét. Thậm chí là kết nối liên vận sang quốc tế các thứ chúng ta cũng đều có. Đúng, chính xác. Đấy. Thế thì tuy nhiên thì đến từng dự án thì chúng ta sẽ phải tiếp tục làm rõ. Đấy, ví dụ như là bây giờ đến dự án đường sắt tốc độ cao thì chúng ta sẽ phải làm rõ tất cả những cái vấn đề chi tiết cụ thể của nó. Ví dụ như đầu tiên là vấn đề về hướng tuyến đó, rồi thì các cái quy hoạch liên quan đó. Thế và cái tư vấn để thực hiện thì thầy Cường cũng hình dung nó cũng sẽ là những tư vấn của từng giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn tiền khả thi, nó có tư vấn của tiền khả thi, đến giai đoạn là dự án thì nó có tư vấn, rồi tất cả các quá trình như vậy đó. Thế thì hiện nay thì với cái đường sắt tốc độ cao này thì chúng ta cũng đã nghiên cứu từ những năm 2007 để chúng ta tiếp cận cái hỗ trợ của JICA, là tư vấn bên là của Hàn Quốc đã nghiên cứu cho Hà Nội, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Tiếp theo thì đến năm 2010 chúng ta thấy là cái tổng công ty đường sắt thì cũng đã có liên danh tư vấn Việt Nhật gọi là VJC đã nghiên cứu một cái báo cáo đầu tư cho suốt từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến năm 2013 thì JICA lại có hỗ trợ một cái để nghiên cứu khả thi cho Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang. Đấy, thì trong tất cả các nghiên cứu đấy đều có các tổ chức tư vấn và cũng đều là các cái tổ chức tư vấn rất là có kinh nghiệm để nghiên cứu. Và trong mỗi lần đó thì cũng đều có, đầu tiên thì người ta vào cũng đều là phải nghiên cứu về cái hướng tuyến này đấy, rồi làm việc với các cái địa phương để thống nhất các cái vấn đề về quy hoạch, cập nhật thế, và từ đó thì địa phương sẽ đưa các cái hướng tuyến nghiên cứu đó trong các cái quy hoạch của mình. Thế và đợt này ấy, thì năm 2018 này thì chúng tôi là cái liên danh tư vấn phía Việt Nam gồm có Teddy là đứng đầu liên danh đấy, và các cái đơn vị khác như là Trích và Teddy Sao đấy là nằm trong liên danh đó để thực hiện là phía Việt Nam. Phía JICA cũng có tài trợ một cái liên danh tư vấn của phía đối tác để cùng với chúng tôi để nghiên cứu. Đấy, nghĩa là đều có hai bên để nghiên cứu, tức là cái vấn đề về lựa chọn tư vấn là đối với Bộ Giao thông Vận tải là rất là quan tâm, và cũng đã các cái xem xét cũng đều có sự kết hợp giữa tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài đấy để bổ trợ cho nhau những cái vấn đề. Thế thì quay trở lại cái vấn đề về quy hoạch như anh Huy rất là quan tâm đấy, thì chúng tôi là làm với Teddy thì chúng tôi cũng làm nhiều các cái quy hoạch giao thông đấy, quy hoạch giao thông vận tải của Hà Nội hay là của Đà Nẵng các thứ là chúng tôi làm đấy. Chúng tôi rất là hiểu cái vấn đề, cái tầm quan trọng của quy hoạch, và để cái sự phù hợp của cái bất kỳ một công trình nào nó phải phù hợp với tất cả quy hoạch thì nó mới phát huy được cái công năng đó. Thế thì năm 2018 này chúng tôi đang, hiện nay là chúng tôi đang triển khai một cái tổng thể làm việc với tất cả 20 tỉnh thành nằm ở đây để chốt lại một lần cuối tất cả những cái quy hoạch. Thì chúng tôi rà soát lại những cái hướng tuyến mà trước đây của COICA nghiên cứu, rồi thì JICA nghiên cứu, rồi VJC nghiên cứu, và quy hoạch hiện nay địa phương thế nào để là khớp nối lại. Bởi vì cái thời điểm này là cái thời điểm chúng tôi xác định là rất quan trọng, và khi mà Quốc hội mà thông qua được đợt này đấy, thì là những cái vấn đề về chốt được các cái hướng tuyến cũng như quy hoạch với các địa phương thì nó sẽ là cái tiền đề rất là quan trọng để mình triển khai cái bước tiếp theo là cái bước khả thi đấy. Thế cho nên là ý tôi muốn nói rằng là cái vấn đề về quy hoạch thì là Bộ Giao thông cũng như là các cái tư vấn là cũng đặt lên rất là quan trọng và rất là quan tâm. Và vấn đề về tư vấn thì tôi cũng đã trình bày là Bộ Giao thông cũng trong các cái xem xét để lựa chọn tư vấn thì cũng đều đặt các cái tiêu chí để lựa chọn được những cái đơn vị tốt nhất và phù hợp nhất để thực hiện.
Theo tờ trình báo cáo đầu tư dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ trình Quốc hội năm 2010, thì tổng mức đầu tư của dự án sơ bộ được xác định là 1.066.792 tỷ đồng, tương đương với 55.853 triệu đô la Mỹ, tính theo tỷ giá 1 đô la Mỹ là 19.100 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng là 30.889 triệu đô la Mỹ, chi phí thiết bị là 9.587 triệu đô la Mỹ, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 1.791 triệu đô, chi phí quản lý dự án là 1.057 triệu đô, chi phí tư vấn 3.830 triệu đô, những chi phí khác là 1.415 triệu đô và chi phí dự phòng là 7.285 triệu đô la Mỹ. Sức đầu tư bình quân là 680 tỷ đồng một km, tương đương với 35,6 triệu đô la Mỹ một km. Phương án phân kỳ đầu tư như sau: giai đoạn đến 2020 đưa vào khai thác đoạn từ Hà Nội - Đà Nẵng và đoạn Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành toàn tuyến vào 2035. Phương án 2, giai đoạn đến 2020 đưa vào khai thác đoạn từ Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn đến 2030 xây dựng đưa vào khai thác đoạn Vinh - Đà Nẵng và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Phương án 3, giai đoạn đến 2020 đưa vào khai thác đoạn Hà Nội - Thanh Hóa, Đà Nẵng - Huế và Thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết. Năm 2025 đưa vào khai thác hai đoạn là Thanh Hóa - Vinh và Nha Trang - Phan Thiết. Năm 2030 đưa vào khai thác đoạn Vinh - Huế và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Kế hoạch huy động vốn bình quân một năm sẽ huy động 4,368 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì ngân sách nhà nước là 570 triệu đô la Mỹ, vốn ODA vốn vay ít ưu đãi hơn là 2,436 tỷ đô la Mỹ và vốn doanh nghiệp là 1,268 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta bàn tiếp về câu chuyện về vốn và phân kỳ đầu tư. Đấy là một vấn đề mà chắc là đại biểu Quốc hội cũng rất là quan tâm. Và tôi nhớ năm 2010 thì cái con số 56 tỷ đô đưa ra cũng làm con số gây rất là nhiều những cái ý kiến lo ngại. Vậy thì trong cái phương án của năm 2019 thì nó có gì khác không? Chúng ta có gì thay đổi và chúng ta giải quyết cái câu chuyện này như thế nào? Thì thực ra thì xét về xuất phát đầu tiên là chúng ta nói về mặt yếu tố kỹ thuật và công nghệ cũng như là cái khối lượng. Đấy thì cho thấy là từ năm 2010 cho đến nay ấy, thì về mặt khối lượng, tức là tổng cái hướng tuyến, tổng chiều dài tuyến của chúng ta thì nó chỉ có một cái sự thay đổi là năm 2010 chúng ta có nghiên cứu để đưa vào Hòa Hưng, ga Hòa Hưng ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì đợt này chúng ta sẽ đặt ở Thủ Thiêm. Đấy thì nó có một cái thay đổi nhỏ như vậy. Thế còn nữa là những cái mà cái hướng tuyến mà khi chúng tôi thống nhất lại đợt này ấy, thì nó cũng có thể thay đổi về cái chiều dài so với trước đây, nhưng nó cũng là những cái vấn đề không lớn. Thế về vấn đề về kỹ thuật ấy, thì là về cơ bản thì cũng không có gì là thay đổi so với lại cái nghiên cứu của 2010. Bởi vì chúng ta đều hướng tới một cái tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại và khai thác thiết kế với vận tốc lên đến 350 km/h. Đấy thì tất cả những cái yếu tố về mặt kỹ thuật là không thay đổi. Thế cho nên ấy, xét về mặt nguyên tắc thì những cái thay đổi về mặt tổng mức nếu có thì nó sẽ liên quan đến những cái vấn đề về về thể chế, về giá và các cái yếu tố ví dụ giải phóng mặt bằng và các thứ, chứ còn về các vấn đề về phần cứng của cái kỹ thuật của cái đường sắt thì về cơ bản nó không thay đổi. Cái trình của năm 2010 là mình trình cho cái đường sắt là cao tốc. Vâng. Cái đợt này mình thiết kế đang tạm thời bước 1 mình gọi là tốc độ cao thôi. Vâng. Thì chắc là nó phải có một cái thay đổi nào đó chứ, hay là vẫn cứ cơ bản vẫn cứ thế. Về cơ sở hạ tầng thì nó cũng không có thay đổi đâu ạ. Chắc là chỉ có thay đổi về vấn đề kỹ thuật của cái tàu thôi. Ở đây thì cái tuyến đường sắt tốc độ cao này thì theo quy hoạch cũng như là chiến lược và cũng như hiện nay nghiên cứu của chúng tôi ấy, thì sẽ trong cái việc phân kỳ, thì ngoài cái việc phân kỳ về cái chiều dài, ví dụ giai đoạn 1 làm Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, thì chúng tôi có xem xét thêm cái vấn đề về phân kỳ về cái tốc độ chạy tàu. Đấy thì giai đoạn 1 thì có thể là sẽ theo cái hướng là sẽ khai thác Hà Nội Vinh và Sài Gòn Nha Trang với tốc độ là từ 160 đến 200 cây số giờ. Thế nhưng mà cái thiết kế của nó là tất cả các yếu tố hạ tầng đều đáp ứng là 350 cây số giờ. Để sau này khi mình nối được thông tiếp cái đoạn mà từ Vinh đến Nha Trang, tức là thông từ Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, thì tất cả mình đều đưa lên thành khai thác với tốc độ là 320. Đấy. Còn thiết kế là 350 là các yếu tố hình học và các thứ.
Thế thì ở đây lý giải cho vấn đề về cái sự chênh lệch tốc độ thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái về mặt chi phí ấy, thì chúng tôi cũng đã phân tích trên các cái vấn đề là ví dụ như là Hà Nội, Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang thì cái cự ly nó cũng chỉ khoảng 300 cây, 350 đổ lại. Thế cho nên là mình khai thác với cái tốc độ như thế khoảng 200 cây số giờ ở giai đoạn 1 là cũng là hợp lý. Và thứ hai nữa là cái chúng ta sẽ khai thác tốc độ thấp hơn là bởi vì là chúng ta cũng cần phải tích lũy kinh nghiệm khai thác. Chứ vào ngay mà chúng ta khai thác ngay với các cái tốc độ lớn thì chúng ta cũng đã có kinh nghiệm ở có những nước vào đã khai thác tốc độ cao ngay. Nhưng sau đó thì có những cái vấn đề xảy ra thì người ta cũng xem xét để điều chỉnh. Đó, thế thì ngay cả bản thân Nhật Bản là cái tuyến đầu tiên là Tokaido, là cái tuyến Tokaido ấy, Shinkansen là đi từ Tokyo đến Osaka ấy, thì họ khai thác đầu tiên cũng là tốc độ 210. Sau đó thì tăng lên là 270 và hiện nay trên tuyến đấy thì cao nhất cũng là 285 km/h. Đấy thì tức là cái lộ trình mà để tăng cái tốc độ đó thì hoàn toàn người ta có thể là theo cái hướng tăng dần như vậy. Thế thì thế còn quay trở lại cái ảnh hưởng cái chi phí như thế nào ấy, thì ví dụ như anh khai thác tốc độ cao thì cái số lượng đoàn tàu của anh tức là cái tần suất quay vòng nó lớn hơn thì số lượng đoàn tàu về nguyên tắc nó sẽ ít hơn so với lại anh mà khai thác thấp, thì nó sẽ liên quan đến cái chi phí về mua sắm này, chi phí về duy tu bảo dưỡng. Đấy, thế và cái duy tu bảo dưỡng thì nó ví dụ như là cái chi phí mua sắm thì cái nếu anh khai thác tốc độ tốc thấp thì anh sẽ phải mua nhiều hơn. Đấy, nhưng mà cái duy tu bảo dưỡng thì anh khai thác thấp thì cái ví dụ như độ mòn của ray rồi tất cả các yếu tố khác thì nó sẽ ít hơn. Thế ví dụ vậy thì mình sẽ cân đối một cái bài toán tài chính giữa hai loại đấy. Thì về chung quy quay đấy thì chúng tôi cũng thấy là khai thác nó cũng không chênh nhau nhiều. Đấy. Thế, tuy nhiên thì về cái cốt lõi thì theo định hướng thì chúng ta sẽ phải xây dựng một cái tuyến đường sắt và khai thác với tốc độ là 320 trên suốt tuyến từ Bắc tới Nam. Thế thì nếu như về mặt chi phí nó cũng không khác gì nhau, đúng không ạ? Nó chỉ có điều là chúng ta chưa quen với tốc độ cao, với cao tốc thì thôi chúng ta làm thử nghiệm tốc độ cao trước để chạy dần dần. Mà chi phí thì cũng xem xem. Thì tôi thấy cũng chưa thuyết phục lắm là tại sao ta lại dừng lại là tốc độ cao mà không làm cao tốc. Đấy, về mặt chi phí, đúng không ạ? Thế nên tôi nghĩ rằng chỗ này có lẽ cũng phải là một cái câu trả lời rõ hơn, là rõ ràng bây giờ chúng ta đầu tư bước đầu, đầu tư cho gọi là tốc độ cao thì cái mức độ chúng ta đầu tư chỉ cần thế này thôi. Và sau này khi chúng ta cần nâng cấp lên để trở thành là cao tốc thì chúng ta thêm một này vào nữa. Và như vậy chúng ta sẽ có được cái lộ trình nhìn cái vốn nó khác nhau, nhìn cái hiệu quả khác nhau. Đấy. Và lúc này chúng ta cũng chưa quá cấp thiết phải bỏ ra thêm nhiều tiền hơn nữa để làm cao tốc. Đấy, thế tôi nghĩ như thế nó mới có vẻ thuyết phục hơn. Vâng, thế thì tôi muốn làm rõ là như thế này. Thì tức là như tôi trình bày ấy, đầu tiên là mình làm Hà Nội, Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang trước. Và tuy nhiên và sau này làm Vinh và kết nối đến Nha Trang. Tuy nhiên là tất cả trên toàn bộ tuyến đấy về đầu tư xây dựng hạ tầng, tức là các yếu tố về hình học, bán kính cong, dốc dọc và các cái tải trọng khai thác và vân vân vân. Thì là chúng ta phải thiết kế ngay từ đầu là với tốc độ cao tốc 350, tức là chúng tôi gọi là tốc độ cao 350 cây số trên giờ. Đấy là chúng ta, bởi vì cái đấy là nó không sửa được. Ví dụ như là bán kính cong này rồi dốc dọc rồi thì các thứ là chúng ta không thể sửa được cho cái phần quy hoạch đấy. Phần quy hoạch đấy. Phần ngay từ đầu là phần cứng là chúng ta phải làm như vậy. Thế còn cái phần mềm nếu phần khai thác ấy thì chúng ta mới xem xét này cái giai đoạn 1 là chỉ Hà Nội, Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang là chúng ta sẽ khai thác với tốc độ khoảng 160 đến 200. Tức là chỉ thay cái tàu thôi. Đó thì cái hệ thống là phần khai thác thôi. Phần tàu và phần điều hành thôi. Đúng rồi. Đó. Phần mềm thì thôi. Đấy là cái phần mềm thôi. Nhưng phần cứng của nó là vẫn là 350. Nếu mà như thế thì chúng ta thấy quả thật là cũng phải cần tính lại phương án. Đúng. Thực ra để chúng ta không dùng cái tàu từ Hà Nội ở Vinh là tàu đúng, 300. Đúng, đúng. Chúng ta dùng cái tàu 150 trong khi tất cả hạ tầng nó cho phép chạy 300 sao rồi. Và câu hỏi đấy quả thật đây cũng là vấn đề. Và chúng ta dùng cái đấy trong vòng chỉ khoảng chừng độ 10 năm. Chúng ta vứt toàn bộ đi, chúng ta lại làm một hệ thống mới. Và thì hiệu quả thì cái câu hỏi đấy thì đúng là chúng tôi cũng đã đặt ra với các cái nhà về công nghệ đấy. Thế thì người ta cũng
cũng phân tích trên các cái quan điểm là so sánh giữa cái tốc độ nhanh, tốc độ chậm, kinh nghiệm khai thác, rồi thì duy tu bảo dưỡng v.v. đấy, thì người ta tính ra một cái sự cân đối. Và cái thứ hai nữa là người ta cũng nói rằng là cái tuổi thọ của cái đoàn tàu tốc độ cao này ấy, thì nếu như mà ở Nhật Bản ấy, thì là nó khai thác khoảng 15 năm. Thế còn cái tàu thường ấy, cái tàu thường thì nó cỡ độ khoảng 30 đến 40 năm. Nhưng mà cái tàu cao tốc này thì, và cái duy tu bảo dưỡng của nó rất là thường xuyên và rất là nghiêm ngặt. Đấy, và do cái tính chất nó. Thế cho nên là hiện nay thì cái vấn đề về cái quy hoạch và chiến lược chúng ta đang đưa ra là như vậy. Thế thì đợt này thì cái chúng tôi cũng, đấy là một cái câu hỏi mà chúng tôi cần phải trả lời trong cái đợt nghiên cứu này. Đấy, và chính chúng tôi đã cùng với lại các cái chuyên gia về công nghệ để đang nghiên cứu về vấn đề đó. Cũng câu hỏi giống như là giáo sư hỏi như vậy đấy. Cái kết quả mà hiện nay đấy tôi mới đang cung cấp cho là những cái kết quả ban đầu của chúng tôi đang làm việc ấy, thì cân đối chi phí này, tính toán cái tuổi thọ đoàn tàu. Vậy. Đấy cũng người ta sẽ đặt câu hỏi ngay là vậy thì sau đó anh lại vứt đoàn tàu đi thì vấn đề như thế nào các thứ. Thì nó sẽ có những cái công nghệ của nó rồi thì nâng cấp rồi cải tạo rồi thì tuổi thọ nữa. Đấy như là chúng tôi cung cấp là nó khoảng 15 năm. Nói đến cái dự án đầu tư tất nhiên sẽ xin phép thầy Cường phân tích kỹ hơn, nhưng mà cái vấn đề quan ngại ở đây của tôi ấy là ví dụ như cái kinh nghiệm của Pháp những cái năm khoảng từ 2010 đến 2014 là chính phủ phải bù lỗ cho toàn bộ cái hệ thống đường sắt cao tốc của Pháp. Bởi vì sao? Bởi vì bùng nổ các công ty hàng không giá rẻ và họ lựa chọn hết. Thế thì bây giờ cứ hình dung là bây giờ tôi đi từ đây vào Vinh, nếu tôi đi máy bay tôi chỉ hết có 300.000. Và rõ ràng là nếu như thế đấy là một cái áp lực cực kỳ lớn cho nhà đầu tư để đầu tư cái tuyến chạy từ đây vào Vinh. Tôi khẳng định không bao giờ có cái giá 300.000. Về phương án thu hồi vốn như thế nào? Tôi nói trước về kinh nghiệm. Thì ví dụ như là ở Nhật Bản thì là hiện nay cái cách đầu tư của họ là về nhà nước thì cái ngân sách ấy thì sẽ đầu tư cho các cái phần hạ tầng và để khai thác được. Đó, thế và sau đó thì cái hạ tầng đó là sẽ cho thuê. Thế còn còn các cái công ty mà khai thác ví dụ như là JR đấy, có mấy cái công ty gọi là JR đấy thì là các công ty cổ phần ấy, thì họ sẽ mua thiết đoàn tàu này, rồi thì họ sẽ tổ chức khai thác, thì họ sẽ thu phí, thu vé và sau đó thì hoàn trả các cái phần thuê hạ tầng đó. Đấy thì cái mô hình đó của Nhật Bản. Thế và trong đó thì họ lại cũng chia ra là ví dụ như là trong cái phần mà nhà nước đầu tư đấy thì cái chi phí của ngân sách trung ương ấy thì nó cỡ độ khoảng bằng 2/3. Đấy, và họ yêu cầu cái ngân sách của địa phương, tức là các cái tỉnh mà có cái tuyến đi qua là phải chịu 1/3. Đấy, ví dụ như thế. Thì cái mô hình đó thì ở Nhật thì hiện nay là người ta đang làm là như vậy. Thế và thực tế các cái công ty khai thác thì đối với những cái tuyến mà họ có thể thu được những cái lợi nhuận thì họ cũng sẽ phải đầu tư cho các cái hệ thống khác của họ để tiếp tục đại tái đầu tư để tiếp tục phát triển. Đấy, thế còn chúng ta cũng thấy một cái bài học mà của Đài Loan thì cái bài học đấy thì thiên về cái PPP, tức là cái tỷ lệ mà của nhà đầu tư rất là cao. Đấy, lên tới khoảng 80%. Đấy. Thế thì cái câu chuyện là sau khi mà đưa vào khai thác ấy thì cái vấn đề về tài chính là có vấn đề. Thế và chính phủ cũng đã phải có những cái giải pháp để tháo gỡ. Đấy, ví dụ như là lần một thì chính phủ có xem xét vấn đề là giảm cái lãi vay từ 8% mà giảm xuống còn rất thấp. Đấy, thế rồi thì sau đó lại mặc dù như thế rồi lại vẫn còn phải cái câu chuyện nó vẫn chưa được tốt về mặt tài chính, về cái dòng tiền đấy, thì chính phủ lại tiếp tục phải có những cái giải pháp tháo gỡ nữa. Thế cho đến nay thì là tương đối tốt. Đấy, như vậy thì cái cấu thành của PPP giữa nhà nước với lại tư nhân đấy nó phải có một cái mức hợp lý thì nó mới đem lại được cái hiệu quả. Đó, thế còn ví dụ như Ấn Độ hiện nay đấy, đang đầu tư cái tuyến 500 km
Đó thì là cái tuyến đấy thì theo thông tin chúng tôi được biết thì chính phủ là cho vay, tức là thành lập cái công ty mà để thực hiện ấy, thì với cái khoảng 50 năm và với một cái mức lãi suất rất là thấp để đầu tư, để khai thác. Đấy thì tức là cái nguồn vốn mà để cho đầu tư cái đường sắt tốc độ cao này là nó sẽ phải là từ nhiều nguồn. Đấy, và phải tính toán một cái bài toán tài chính làm sao đấy nó hợp lý và để nó có thể bù đắp, và đặc biệt những cái phần tham gia của tư nhân ấy đấy, vào đây thì để cho làm sao nó có được cái bài toán hoàn vốn. Thì trong cái hoàn vốn đó thì đương nhiên nó cũng sẽ có cái giá vé. Cái giá vé để mình khai thác thì nó có một cái tỷ lệ. Ví dụ như là anh mà giá vé cao quá thì anh không hấp dẫn, thì dẫn đến là cái lượng người sử dụng nó ít, cho nên cái tổng doanh thu của anh nó lại thấp. Cho nên là người ta cũng đã phải phân tích theo từng cái kịch bản giá vé, rồi dự báo ra lượng khách, rồi thì tính tổng doanh thu để người ta đưa ra. Đấy, thì cái vấn đề, tất cả những vấn đề về bài toán tài chính của cái đường sắt tốc độ cao là nó như vậy. Ông Cường có đặt vấn đề gì về chuyện này? Tôi nghĩ rằng là cái tài chính ấy, thì có lẽ chúng ta cũng phải có phương án tương đối tổng thể. Đấy, là cái gì thì huy động của nhà đầu tư tư nhân, cái gì là đầu tư của nhà nước. Chúng ta phải có một cái phương án đấy trước thì chúng ta mới có thể gọi là kêu gọi được các nhà đầu tư. Thì tôi cũng rất nhiệt đồng ý với lại ý kiến như là của anh Minh, là rõ ràng cái đầu tư về mặt hạ tầng, hệ thống, chẳng hạn bây giờ anh quy hoạch, anh giải phóng mặt bằng, anh làm đường, anh đặt đường ray, tất cả cầu cống, tất cả hệ thống đấy, tôi nghĩ rằng cái đấy thì chắc là phải dựa vào cái vốn đầu tư của nhà nước là chính. Đấy, chứ còn bây giờ mà lại kêu gọi tư nhân đầu tư vào đấy, dù cái gì nữa, tỷ lệ nhỏ bao nhiêu nữa cũng rất là khó. Đấy, rất là khó. Và cái này thì rõ ràng là chúng ta cũng phải dựa vào các cái nguồn vay. Đấy, các nguồn vay của các tổ chức hoặc là các cái nhà, một cái bên song phương nào đó. Và tôi nghĩ rằng là chỗ này cũng phải lưu ý trong cái chuyện là tìm nguồn vay ở đâu. Đấy. Bây giờ nếu như chúng ta nói rằng là vay để làm đường sắt, tôi nghĩ là cũng không ít các cái nhà tài trợ vốn song phương sẵn sàng cho vay với một cái mức giá rất là rẻ. Nhưng mà khi đi kèm theo điều kiện là tôi phải là người thi công, các cái thiết bị đấy phải là của tôi, đúng không ạ? Đấy, thì nhiều khi chúng ta lại bị lệ thuộc. Đấy, cho nên là cái đấy mặc dù đầu tư nhà nước nhưng mà cũng không tách rời là sẽ có một cái nhà thầu tư nhân nào đó người ta đi kèm theo cung cấp các yếu tố này. Thì tôi cho rằng là chỗ đấy là cái chỗ là chúng ta cũng cần phải tính đến. Đấy, cẩn trọng cái chuyện này. Và xã hội hóa đây không phải chỉ để là nhà nước đổ tiền, mà cái xã hội hóa nó tốt hơn ở chỗ là gì, là các cái nhà đầu tư tư nhân đấy, người ta có kinh nghiệm, người ta sẽ quản lý vận hành cái này một cách hiệu quả hơn, tốt hơn. Đấy, tôi nói chẳng hạn thì bây giờ đầu tư cả cái nhà ga, đúng không ạ? Các cái nhà ga, rồi hệ thống điều độ, hệ thống điều khiển, hệ thống vận hành, cái phần đấy không nhất thiết cứ phải nhà nước, có thể có một công ty chuyên để đầu tư nó, đúng không ạ? Rồi là đầu tư vào các cái đôi tàu, có khi không nhất thiết cứ phải một nhà đầu tư vào mấy chục cái đôi tàu đấy. Có khi hai ba nhà đầu tư nó vào đầu tư những cái đôi tàu khác nhau trên cùng một tuyến đường đó, đúng không ạ? Giống như là các hãng hàng không đó. Đấy, chúng ta phải huy động được những cái nhà đầu tư như thế. Thế thì khi huy động vào như thế không phải là chúng ta tiết kiệm tiền, mà có khi chúng ta vẫn phải bỏ tiền ra hàng năm, nhà nước vẫn phải đầu tư tiền ra để sửa chữa hệ thống hạ tầng, đúng không ạ? Vẫn phải làm chuyện đó. Đấy, để cho nó cái nhà đầu tư vào khai thác ấy, người ta phải đỡ phải trả cái tiền thuê như cái nói thì người ta mới có hiệu quả. Đấy, nhưng mà nó sẽ mang lại cái hiệu quả chung của xã hội. Thì ngay từ bây giờ trong các phương án thiết kế chúng ta phải công khai chuyện này ra để những cái nhà đầu tư tương lai, những khách hàng tương lai ấy, người ta sẽ có tiếng nói về đấy, chứ không nhất thiết rằng là có phải nhiều nhà tư vấn lắm đâu. Nhưng mà một phương án tư vấn của anh đưa ra nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư khác người ta sẽ nói tiếng nói vào, và như vậy thấy rằng cái này phù hợp, cái kia phù hợp, và cái này cần cái này, cái cần cái kia đấy. Và hãy để cho những cái nhà đầu tư đó, người ta sẽ đưa ra các cái bằng chứng để thuyết phục rằng mình nên sử dụng một cái quá trình đầu tư tiến độ khai thác như thế nào. Thậm chí bây giờ ta dự định nói rằng là Hà Nội Vinh là chỉ xây khai thác là ở tàu tốc độ cao thôi, nhưng mà có khi một số nhà đầu tư nào đó người ta vào người ta bảo không, chúng tôi thấy rằng là phương án được ngay phương án cao tốc vào chúng tôi khai thác sẽ hiệu quả hơn, người ta chứng minh chuyện đó và chúng tôi đảm nhận chuyện đó, đúng không ạ? Khi đấy thuyết phục hơn chúng ta, đúng không ạ? Chính xác đấy. Thế thì tôi cho rằng là đấy là yếu tố mà chúng ta cần phải tính đến và cần phải làm ngay. Ông Huy có bổ sung thêm gì nữa không ạ? Không ạ. Ông Vinh có thể có mấy ý kiến trước khi kết thúc ạ?
tôi cũng chỉ muốn tóm tắt lại những cái vấn đề là thứ nhất là chúng tôi là cái đơn vị tư vấn để thực hiện cái nhiệm vụ này. Thì chúng tôi cũng gọi là với tất cả những cái trách nhiệm về nghề nghiệp cũng như là trách nhiệm với lại đất nước để trong cái việc nghiên cứu này và nghiên cứu một cách thực sự và cũng không phải là chúng tôi một mình mà cũng cùng với lại tất cả các cái tổ chức tư vấn có kinh nghiệm khác để thực hiện. Đấy, và chúng tôi cũng rất là kỳ vọng và cũng rất là mong muốn là làm sao chúng tôi có được những cái câu trả lời xác đáng nhất để cho Quốc hội có thể thông qua được, Chính phủ có thể thông qua và Quốc hội có thể thông qua được cái dự án này. Bởi vì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không thực hiện cái đầu tư thì chúng ta có thể sẽ bị tụt hậu so với lại các nước xung quanh chúng ta. Thế cho nên là về cái việc trách nhiệm của tư vấn thì là tôi muốn nói như vậy. Thứ hai nữa là về các cái vấn đề liên quan đến các vấn đề về quy hoạch như anh Huy đặt ra ấy, thì chúng tôi cũng cùng với lại tức là Bộ Giao thông Vận tải cùng với các địa phương để là ra soát và chốt lại các cái quy hoạch hướng tuyến để cho cái lần này là cái lần mà chúng ta gọi là tổng duyệt lại toàn bộ. Đấy, để cái đó xong thì để cái bước sau chúng ta sẽ rất là dễ dàng trong cái việc triển khai. Đó, thế còn về những cái lưu ý và những cái lộ trình để thực hiện thì như tôi đã nói ở phần đầu và chúng ta phải hiểu đấy là một cái khối lượng công việc cực lớn đấy, để chúng ta có thể thực hiện được cái dự án này. Và đặc biệt thì cũng rất là mong muốn để có được những cái sự ủng hộ từ tất cả các phía chính phủ và đặc biệt là người dân. Đấy, thì kinh nghiệm của các nước mà làm ấy thì thứ nhất là phải có quyết tâm của chính phủ, đấy, quyết tâm chính trị. Thứ hai nữa là phải có sự ủng hộ của tất cả các tầng lớp và nhân dân thì cái nó mới thành công được. Đấy, thì thế còn về vấn đề tài chính thì đương nhiên là một vấn đề rất là hóc búa trong các cái điều kiện mà cái điều kiện về cái kinh tế tài chính của đất nước. Tuy nhiên thì tôi cũng rất là có những cái lạc quan là bởi vì cái tình hình kinh tế của chúng ta thời điểm này nó khác so với lại cái 2010 rồi. Đấy, về cái GDP rồi thì về cái cách nhìn nhận với những cái công trình mà nó có những cái tác động ngược trở lại đối với lại cái nền kinh tế của đất nước thì là chúng tôi cũng rất là lạc quan trong cái việc. Thế còn về bài toán tài chính thì sẽ tiếp tục phải được phân tích đúng như là giáo sư nói đấy, thì nó có rất nhiều kịch bản. Đấy, tất cả các trường hợp đều phải đặt lên để nghiên cứu. Đấy, để chúng tôi rất là cảm ơn những chia sẻ kết thúc chương trình của ông Vinh ạ. Và chúng tôi biết rằng là để làm được, để được thông qua và để thực hiện được cái dự án này thì chúng ta cần quyết tâm chính trị, cần sự ủng hộ của người dân và vai trò truyền thông rất là lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cũng đã tổ chức đến 5 chương trình đối thoại ạ. Và không chỉ có Teddy đâu ạ, còn có Trích cũng đã từng tham gia, có Tổng Công ty Đường Sắt cũng đã tham gia và rất nhiều các chuyên gia kinh tế, chuyên gia quy hoạch về xây dựng cũng đã tham gia để đóng góp ý kiến vào cái dự án đường sắt tốc độ cao này. Thì chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ khán giả của chúng tôi tất nhiên là có rất là nhiều thông tin rồi, còn những người làm trong cuộc thì sẽ có được sự ủng hộ, sự lạc quan hơn và quyết tâm hơn để có thể tư vấn và đưa ra rất là nhiều những phương án tốt để chúng ta thực hiện dự án này đúng như cái mong đợi của cả Quốc hội này, của cả người dân và mong đợi của rất rất nhiều người liên quan tới cái việc là có một cái đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thời gian tới ạ. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời, một cái chương trình kết thúc về đề tài rất là ý nghĩa và xin chúc các khách mời có nhiều sức khỏe và tiếp tục tâm huyết với những vấn đề lớn của nền kinh tế như vậy và tham gia đồng hành cùng chương trình đối thoại của chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại phần 5 và 5 chương trình đối thoại bàn về việc đề tài là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo. Hello.